Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 7 trong ngữ pháp, và trong 10 bài ngữ pháp mà mình đã hứa với các bạn sẽ dạy các bạn về ngữ pháp N2 đúng không? Trước lúc thi thì chắc chắn nó phải làm xong bốn. Cố gắng là làm xong nhá. Tài liệu chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ còn quay thôi mà đúng thôi. Đúng rồi, hay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài số 7. Vậy thì xem bài số 7 ngày hôm nay có gì nhỉ? Ok, bài số 7 hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 10 ngữ pháp. Hãy cùng nhìn nhá. Ngữ pháp đầu tiên đó là liên quan đến Bakari. Ngữ pháp thứ hai đó là Yo to shiteiru. Ngữ pháp số 3 là Tsutsuaru. Số 4 là Tsutsu. Và số 5 là Tsutsumo. 3 cái liền với nhau đều là liên quan đến Tsutsu đúng không? Hay số 6 là Te hajimete. Thứ 7 là? Số 7 là Uede. 8 là Shidai. Chứ hắn đây đọc là Shidai. Ok, số 9 là Idai hay là Koto, Konokata. Và cuối cùng đó là Te kara denaito và te kara denakereba. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào clip, à không phải clip mà là ngữ pháp đầu tiên nhá. Đầu tiên, ok. Trong ngữ pháp đầu tiên này là sẽ là ba ngữ pháp mà bọn mình muốn hướng dẫn các bạn về liên quan đến Bakari. Bakari trong sơ cấp thì đã học là về tạm Bakari là vừa mới làm xong đúng không? Đúng rồi, hay là Bakari, uso Bakari là chỉ toàn nói dối thôi, được chưa nhỉ? Vậy thì trong là hai thì Bakari nó có ý nghĩa khác và có cách dùng như thế nào? Như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào từng phần cụ thể. Nhất Bakari thì chia làm 3 phần các bạn nhớ nhá. Phần 1. Nó có nghĩa là chẳng những. Đúng rồi. Là chẳng những. Mọi người nhớ nhá, danh từ hoặc là thể thường cộng với Bakari cả dịch là chẳng những cái thế này mà còn thế kia, chứ nhỉ? Trong những cái phần trong những từ như là tính từ đôi na hay là danh từ chẳng hạn. Thỉnh thoảng người ta sẽ cho vào là gì nhỉ? Đế a dự. Hoặc là danh từ đôi na đế a dự luôn. Danh từ đôi na bakari ka luôn nhá. Ok. Ok. Chúng ta đi vào mẫu pháp đầu tiên. Mình sẽ đọc nhá. Mẫu câu. Chúng ta sẽ đi vào mẫu câu đầu tiên. Ok, mẫu câu đầu tiên nhá. Ichiban tomodachi bakari ka. Oya kyoudai mo kare no. Chà này đọc là gì? Ibasho mo ibasho o shiranai. Đúng rồi, mọi người có từ mới gì không? Đó là từ, chẳng hạn như là từ Ibasho nè. Ibasho này thì ngày xưa chúng ta học là Basho thôi, chứ nhỉ là nơi ở này. Bây giờ Ibasho thuộc N2 đấy mọi người ạ. Chúng ta dịch là nơi ở nhá. Oya kyoudai là bố mẹ anh em. Bây giờ mình sẽ dịch là như vậy, như nào đây nhỉ? Chẳng những bạn bè mà ngay cả bố mẹ anh chị em cũng chẳng biết đến nơi ở của anh ấy, được chưa? Nibame. Kanozo wa utsukushi bakkari ka kokoro mo yasashi. Wow, đây là một người con gái vô cùng tuyệt vời. Vì sao mọi người? Cô ấy thì gì nhỉ? Chẳng những đẹp mà trái tim còn rất là nhân hậu. Đấy nhỉ? Kokoro yasashi. So desu ne. Kokoro yasashi. Cô thành thì hay thế. Ý desu ne. Tiếp theo. Hai ví dụ tiếp theo của bakari ka này là gì? Em đọc nhá. Ok. Asago hàng bakari ka hiru go hàng made gochisou ni natte moushiwake arimasen. Gochisou ni natte tức là chiêu đãi tôi. Đãi tôi đúng không? Moushiwake arimasen là xin lỗi. Ok. Xin lỗi anh. Chẳng những anh đãi tôi cả bữa cơm sáng mà cả cơm trưa nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh đúng không? Vì anh chẳng những đãi tôi bữa cơm sáng mà còn đến tận cả cơm trưa liền, được chưa nhỉ? Ok. Hay câu số 4 này. Sensei no setsumei wa kodomo ni mo wakariyasui bakkari ka. Hizou ni omoshirokute tame ni naru. So desu ne. Trong phần này, trong câu này mọi người có từ mới gì không nhỉ? Mới. Anh thấy có từ mới gì không? Tame ni naru. Đúng rồi, cái từ tame ni naru này nhá. Thì ngày xưa chúng ta đã từng nghe những cái từ như là benkyou ni naru hay là yaku ni tatsu, có nghĩa là có ích này, hay là học hỏi được nhiều điều. Thì tương tự như vậy, trong N2 chúng ta học thêm một từ nữa là từ tame ni naru, có nghĩa là có ích này hay là gì nhỉ? Học hỏi được khá là nhiều điều đúng không? Thế thì câu này chúng ta sẽ cùng dịch như sau. Cái giải thích của giáo viên thì chẳng những dễ hiểu với bọn trẻ mà còn gì nhỉ, vô cùng là thú vị, nên là gì nhỉ, rất là có ích cho bản thân của mình. Ok? Ok. Được nhỉ? Đấy, vậy là xong mẫu pháp Bakari ka. Đúng rồi. Đầu tiên rồi, chúng ta chuyển sang Bakari thứ hai. Đó là Bakari ni. Bakari. Cách kết hợp của nó sẽ là thể thường cộng với Bakari ni. Trong đó tính từ đuôi na và danh từ sẽ không là đà Bakari ni nữa, mà tính từ đuôi na là tính từ đôi na cộng hoặc là đế a dự coi bakari ni, và danh từ là danh từ đế a dự bakari ni nhá. Các bạn coi bakari như là một
danh từ đi. Đúng rồi, hả? Kiểu dạng như vậy. Và chúng ta sẽ dịch câu này là chỉ tại cái vế đằng trước mà dẫn đến cái vế đằng sau thường sẽ là một kết quả không tốt mọi người nhá. Đúng rồi. Mình đọc câu 1 này. Hay. Ie no kage o wasurete dekaketa bakkari ni kazoku ga kaette kuru made ie ni haerenakatta. Haerenakatta desu yo ne. Hay, chúng ta dịch từng vế một này. Vế đầu tiên đó là chỉ tại mình đi ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa nhà. Thế nên là gì đây? Thế nên là không thể vào nhà được. Cho đến khi gì nhỉ? Mọi người ở gia đình trở về. Đúng rồi. Tức là mỗi người một chìa khóa. Đúng rồi. Hai. Ừ. Ii desu ne. Câu số 2. Uso o tsuita bakkari ni koito ni kan lại đọc là kiraimasu. Tức là ghét. Thì chúng ta sẽ chia là gì nhỉ? Kirawarete shimatta. Chỉ tại, đúng không? Chỉ tại tôi nói dối anh người yêu thế mà lại gì đây? Nên là bị anh người ghét đây này. Được chưa nhỉ? Chỉ tại nói dối nên là bị người yêu ghét. Đúng rồi. Hai. Đấy, tiếp theo. Câu số 3. Ok. Hai. Cùng nhau đọc chữ Hán nhá. Đấy, chữ đầu tiên, chỉ cố cử. Đúng rồi. Chữ thứ hai là cai sư. Đúng rồi. Chữ số 3 là sui sen jo. Sui sen jo là gì cô? Sui sen jo là giấy giới thiệu. Đúng nhá. Rồi, giấy giới thiệu. Mình đọc lại. Hai. 遅刻の回数がちょっと多かったばっかりに推薦状を変えてもらえなかった. Đúng rồi. Ở đây có một từ là kaetemoraenakatta, tức là không viết cho mình. Ai không viết cho mình? Chắc là chỉ có thầy giáo thôi. Đúng rồi. Thì câu này mình sẽ hiểu chủ ngữ của mình là gì nhỉ? Chỉ tại gì đây? Chỉ tại gì nhỉ? Chỉ tại số lần đi muộn hơi nhiều một chút thôi. Thế nên là gì đây nhỉ? Thế nên là không được bên phía nhà trường hay bên phía thầy hiệu trưởng viết cho cái giấy giới thiệu. Gì nhỉ? Ok. Tiếp theo, câu số 4. Okane ga nakatta bakkari ni daigaku e shingaku dekinakatta. So desu ne. Chỉ tại không có tiền, được chưa nhỉ? Okane ga nakatta bakkari ni. Chỉ tại chẳng có tiền mà mình không thể nào mà học tiếp lên đại học được. Ok. Hai. Vậy là xong phần số 2, chúng ta chuyển sang phần số 3 của bakkari. Đã kịp ghi chép rồi, nhớ dừng màn hình lại và ghi chép nhé mọi người nhá. Hai. Mỗi câu về được bakkari da hoặc là gì nhỉ? Lần sau có một từ nữa là ippo da, có giống bakkari, hai nghĩa này có giống nhau nhỉ? Tức là nó có một cái xu hướng gì đó, có một chiều hướng gì đó. Ngày càng có xu hướng, có chiều hướng gì đó. Mình có thể dịch là ngày càng không hoặc là ngày càng có xu hướng cũng được. Ok. Ở đây có một lưu ý nhỏ đó là khi mà chúng ta nhìn thấy bakkari da và ippo da có nghĩa là nó dừng lại ở cuối câu đúng không? Tức là kết thúc câu là da đấy. Thế còn nếu mà chúng ta thấy cái mẫu này bakkari hay ippo này mà dừng lại ở giữa câu ấy thì chúng ta thể thay từ da bằng từ đế mọi người nhá. Ok. Hay, và chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên này. Câu 1. この頃仕事が多くて残業が増えるばっかりだ。そうですね。dạo gần đây thì công việc nó ngày càng nhiều lên và gì nhỉ? À, dạo gần đây thì vì công việc nó nhiều lên ấy, thế nên là ngày càng có cái chiều hướng đó là cái mình phải làm thêm nhiều. Đúng rồi. Tức là mình càng ngày càng phải làm thêm nhiều, làm thêm ngoài giờ nhiều á, nhá. Hay. Làm vì công việc nhiều lên nên là phải làm thêm nhiều hơn. Đúng rồi. Ok. Hay. Anh 2 bạn. Câu số 2 nhá. Tokyo Kochi Kikan wa fukuzatsu naru bakkari de watashi wa yoku wakaranaku natte shimatta. Wakaranaku natte kita. Ok. Câu này chúng ta có một từ là Kochi Kikan. Kochi Kikan nhiều bạn dịch là cơ quan giao thông, không được dịch là cơ quan giao thông thôi nhá. Kochi Kikan chúng ta dịch là hệ thống giao thông. Hệ thống giao thông của Tokyo thì càng ngày càng trở nên gì nhỉ? Phức tạp hơn. Thế nên là tôi cũng càng ngày tôi cũng không hiểu rõ được gì nhỉ? Này. Càng ngày càng phức tạp, càng ngày xuống phức tạp nên là càng ngày tôi càng không hiểu được. Ok. Nó khó đúng không? Hai. Hai. Tiếp theo. Ví dụ số 3 mình sẽ đọc nhá. 一度問題が起きてから彼との人間関係は悪くなる一方だ. Sau khi một lần xảy ra vấn đề, đúng không? Thì cái mối quan hệ giữa tôi với anh ấy thì ngày càng trở nên xấu đi. Đúng rồi, ngày càng theo chiều hướng xấu đi nhá. Này. Hay câu số 3 này. Ushii ya buta no byouki ga hirogaru ippō nanode Chugoku no hito ga shinpai shiteiru. Tức là gì đây? Căn bệnh của con gì? Của con lợn hay là con bò thì nó gì nhỉ? Ngày càng lan rộng. Ngày càng, thế là gì nhỉ? Người dân Trung Quốc đang rất là lo lắng. Được chưa nhỉ? Hay
Thế thì có một cái lưu ý như thế này nữa này. Cái động từ mà bakarida và ipoda này nhá, à đứng trước cái này nhá, thì thường là những cái động từ thể hiện sự thay đổi mọi người nhá. Bởi vì nó có chiều hướng thế nào mà, nên là bao giờ cái động từ nó cũng đi với sự thay đổi. Ví dụ như là naru này, hay là fueru, hay là hirogaru. Ok? Okay. Nhớ nhá. Ippo còn có một nghĩa nữa khi mà nó đứng ở giữa đấy. Thì nó có nghĩa là gì cô giáo nhỉ? Ngày xưa khi mà học N3 ấy, chúng ta sẽ gặp một cái là ippo nữa là một mặt thì thế này, mặt khác thì thế kia. Các bạn quên thì cố gắng xem lại clip nhá. Clip ở đâu anh? Đó, mình dạy rồi còn gì. À thế á? Quên mất. Tiếp theo, hết bakari rồi. Giờ chúng ta chuyển sang yodosteiru.